Tiểu còn thấy nữ qua nữa. Dạ. Xin Tiểu cùng với ban hộ niệm cái tiền nữ mà tặng cho nữ bài chú giảng sanh để nữ mau siêu thoát. Nói vậy có nghĩa đó cho mau thắng và thắng phù. Chính lại trời Phật giáo cho nữ đây cùng tất cả bà con được hạnh phúc an lành. Xin gửi đến ban tổ chức với tất cả bà con thiên chúa mình một lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất, vui vẻ về tổ và những tiếng hát của giải diễn viên hy vọng toàn quốc đã đạt về những huy chương do đoàn nghệ sĩ này mang đến. Và bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đoàn nghệ sĩ Thanh Tâm. Lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất là vô chung dàn nhân tổ chịu nổi nội ơi. Dạ là lâu lắm rồi ạ, dạ là 5-7 năm rồi Thanh Tâm mới đủ duyên hôm nay trở lại phục vụ chương trình cho quý vị. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Thanh Tâm xin gửi tặng quý vị một bài vọng cổ sáng tác của Lâm Thảo. Lấy giờ anh quay về đây, giờ lấy tiếng sao được? Dạ quý vị ơi, Thanh Tâm xin rước cho Thanh Tâm một tràng vỗ tay nho nhỏ được không ạ? Cảm ơn quý vị và cảm ơn các bé khán giả nha. Không ơi chị, tôi thấy tôi không nhớ, tôi mới nhớ anh cái điều tôi ngồi ngồi nghe gì không anh ơi, trên cành tre có chim đậu chưa cất cao dòng hô có học về tôi khác hả, như xôn xao mừng tia nắng mới trở kỳ đi xua tan bóng tối nhân. Thank you.
Tình mình chưa hả? Dạ tới đình chưa hả mọi người? Chứ nãy giờ em kiếm lòng vòng không thấy đâu hết trơn, thấy toàn bờ sông không mà em thấy băng qua cái đồ bên đó, băng qua đây nè, tức bo chỉ em vô trong đây em trốn. Mà nãy giờ không thấy tức bo ở đâu cho em thấy toàn mọi người không mà. Cho em hỏi thăm nha mọi người, ở đây có ai chứa chấp em mà em đây trốn nợ á mà chết luôn mà chạy khắp nơi luôn mà tìm kiếm chỗ trốn mà không thấy ở đâu hết trơn á. Bực bội dễ sợ luôn à. Chuông đồ chùa xa chiều đi về chùa thấy một người trai trăng đi tới đi lui trước cổng đình của tôi không biết làm gì đây. À, người đó mặc y như con lính giả mổ bây giờ ô Phật giả gì cho sao giả tiểu trong đời gì đâu mà chửi người ta rồi tiểu dám chửi ai đâu mới hát cái gì đó. Có hát cái gì đâu? Hát lại tôi nghe câu hồi nãy coi. Hát lại hả? Hát lại cái câu nãy. Dạ, nghe nè. Nhanh lên. Người đó mặc y như con ó. Con ó được không? Con ó. Tưởng chửi ta con đói chứ. Dạ, con đâu có dám đâu. Kỳ cục à. Dạ, xin phép cho tiểu chào phụ nam. Chào nam. Nghĩ sao ta vậy kêu ta phụ nam được hay thiệt chứ. Ủa kỳ vậy, thì nam chào nam không lẽ chào gì. Thì tiểu ăn nói đàng hoàng tử tế, chuẩn chỉnh đàng hoàng có gì kêu chào đó. Đúng không? Em chịu mà kêu tên nam được. Trời ơi, cái gì đây? Trời, choáng hết trơn. Trời, biết kêu cái gì chứ nào? Coi như tiểu chào lại nha. Chào lại đi nè. Tiểu xin chào Cúc Giữa. À, Cúc Giữa. Kỳ cục quá ha. Gì kệ? Kêu nữ đi cho dễ thương. Vậy kêu tính nữ nha. Kêu nữ đi. Rồi, tiểu chào tính nữ. Dạ. Nữ chào tiểu, chào nữ. Đẹp trai lắm. Nữ ơi, gì vậy? Nữ đừng có vuốt vuốt tiểu vậy. Sao vậy? Vuốt vuốt vậy tóc tay của tiểu nó sựng lên hết trơn hết trọi à. Sựng sựng lên đó. Trời ơi, đi tu mà còn để tóc nữa hả? Dạ còn. Sao vậy? Dạ sư phụ cho nói là chưa có tháng xuống. Ủa tháng mấy mới xuống? Tháng 7 mới xuống được. Thế tháng 7 là tháng cô hồn mà. Dạ đúng rồi. Ừ. Vậy tiểu nằm trong cái đám cô hồn mà. Dạ. Nằm trong đám cô hồn hả? Dạ đó đó. Lý do? Lý do hả? Ừ. Dạ cho nghe nè. Kể đi. Trước khi á, sư phụ dẫn tiểu vô tu á. Sao? Dạ phan đợi chút xíu tiểu nói. Dạ. Mô Phật. Dạ, cảm ơn chú. Có tiền sang rồi. Biết ai không? Ai? Biết ông này ai không? Không. Chồng của vợ ổng. Tôi đâu biết ổng là ai? Sao tiểu? Dạ, biết sao không? Lý do? Kể lại nha. Kể đi. Trước khi đi vô vô chùa đó. Đó. Tiểu có đi ca. À, ca ha. Ca sĩ nè, đi ca hát đúng không? Dạ. Đi ca hát làm ca sĩ đúng không? Đâu có làm nghệ sĩ ca sĩ như chị Bích Phượng đâu rồi với Mơ Cát đâu mà làm là ca sĩ mà đi ca hát. Ủa chứ mai đó ca gì? Casino. Hiểu hiểu vậy. Casino có nghĩa là cầm bộ bài nè. Sao? Xào xào lên cái chạch 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 đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Vì cái chạch 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 đó. Cho nên tiểu mới sạch sạch sạch. Sạch thì nghỉ. Nếu mà không nghỉ á. Rồi sao? Giờ này gặp tiểu mày đậu khỉ á. Chứ không gặp ở đây đâu. Phải không? Đó. Vậy là đồng môn nha. Ờ, ủa đồng môn chỗ nào? Đồng, hả? Đồng môn gì đồng môn chứ liếu gì đồng môn? Nữ cũng đồng môn giống tiểu đó. Đồng môn là sao? Vì nữ lỡ nuôi. Rồi biết rồi. Gia cầm hả? Rồi biết rồi. Nữ nhà nữ làm nông nghiệp. Nuôi gia súc, gia cầm, buôn bán, lấy lợi đúng không? Đâu có nuôi mấy con vật để lấy thịt bán đâu. Mới nó nuôi con này con kia, nuôi gia súc, nuôi con này con kia chứ gì? Nuôi số đề. Cái gì? Con số đề đó. Nuôi con số. Số có nghĩa là mấy con như chó nhỏ 11 nè. Dạ. 15 là con chuột nè. Đó. 49 là con cháu đó. Nuôi mấy con đó đó. Không hả? Vậy cho tiểu hỏi cái này cái coi. Hỏi vụ gì? Con bò là số mấy? Con bò đâu có số. Con bò chỉ lấy sữa uống thôi. Con bò có sữa không hả? Có sữa thôi hiểu không? Hay quá. Đó. Tiểu biết hết trơn cái trời à. Đó biết không hay không? Đó. Giỏi không? Đó. Đi nhờ hồi chiều nè. Chiều này làm gì? Hồi chiều này có ba đài nữ xuống. Sát ra luôn.
nữ chơi trong bộ luôn, nữ quốc cơ bộ, quốc cơ bộ, nữ xuống sát luôn, nữ xuống sát, nhờ xuống sát đó. Rồi sao bữa nay xuống đình nè, xin tá túc. Hay quá, nữ giỏi ghê vậy đó. Đó, siêu quá à. Nó nói sư phụ cho ổn nha. Bây giờ muốn đi xin sư phụ cho tá túc luôn phải không? Đúng rồi. Dạ, nhà làm muốn sư phụ xin tá túc á. Sao? Vậy trước khi xin á, dạ, thì xin làm công quả trước đi. Xin à, làm công quả trước. Công quả đúng không? Công quả. Công quả nữ biết làm. Biết làm không? Để lát gặp mà sư phụ ở trong này đó, à, có nhận tử nữ sẽ làm công quả như thế này. Sao đâu, nói coi. Buổi chiều con đi quên rết. Đó. Buổi tối con là quẹt đình. Đúng rồi. Rồi về phía con đi tung kinh. Đó. Sáng sớm con đi giật đồ. Lộn, giặt đồ. Trời ơi, giặt đồ mà nói giật đồ. Giặt hết thồn có chí à. Giặt đồ cho mấy người trong đường biết. À, đâu mà giặt cho mấy cô chú ha. Dạ. Được, 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 được. À, khoan danh. Tiểu ơi. Cái gì? Khoan danh. Sư phụ mà đây là gì vậy? Chị vậy? Để lát gặp dĩ chào hỏi. À, muốn hỏi pháp danh của sư phụ đúng không? Dạ đúng rồi. Tiểu nói cái pháp danh sư phụ quá. Sao? À, con Phật tử dưới này vỗ tay cái rừng cho lưỡi coi. Phải không? Biết pháp danh sư phụ tên gì không? Tên gì? Thích Tư Châu. Thấy ghê chưa? Còn pháp danh Tiểu. Pháp danh Tiểu hả? Ừ. Thích Tư Cháu. Là vì có cháu nữa. Ông chú tụi cháu. À vậy đó hả? Đó. Pháp danh lạ quá. Phải lạ thôi. Mà cái này lạ hơn nè. Có cái gì đâu lạ. Trời ơi, đi tu mà mặc áo sặc sỡ quá vậy. Kiếm tiền. Bây giờ để ý cái chuyện khác đi. Mặc áo gì, để ý cái chuyện đồ đạc chứ vậy. Mặc áo như ca sĩ vậy đó. Chiếu quá vậy. Không biết chưa. Vô cái chiếu vậy. Sao? Nói thật không? Ừ. Cái áo này có ai tặng không? Ai vậy? Thầy ông nội. Còn có ông tặng đó hả? Thầy ông nội tặng kỷ niệm. Vậy hả? Dạ. Ông bốn trong đình này hả? Không thì gặp ổng ngoài. Gặp ổng ngoài hả tặng hả? Tặng kỷ niệm. Trời ơi, đi tu mà mang dài luôn kìa. Sang trọng vậy. Ủa cái gì tôi sao có đội. Sang để ý cho cái trời vậy. Mang dài ông tặng. Này đã. Ờ. Cái này không phải của ông thầy ông nội tặng. Chuyện của ai? Ghế ngồi nó hái. Cái gì? Bả tặng hả? Bả tặng. Ê, cái này là báo vật nha. Cái này không phải báo vật đâu. Chứ báo gì? Nó ném về báo hại á. Không phải báo vật. Thì ghê quá. Thôi thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đồ đạc đi. Rồi nó nghe nè. Rồi gọi gì? Sẵn cho hỏi thăm luôn. Hỏi gì đây? Trong đình mình có wifi không? Dạ. Sư phụ Tư Châu chưa nhận sao hỏi qua tay tình hết làm gì? Lát lỡ có nhận á, à, lúc rảnh rang á, à, nữ sẽ lấy điện thoại nữ lai chim cho mọi người biết mình có ai cầm điện thoại lai chim. Lai chim cho ta biết nữ cho tình. Ô Phật, gì vậy? Rồi chủ thầu mất điện luôn sao? Nó thấy luôn sao? Trên cha trời. Chủ thầu đời nó thấy luôn sao? Trời ơi, tự quên vụ này chết trời đi. Bây giờ mà còn ham hố quá. Ham hố hả? Ừ. Chết xuống hố hết ham hết. Tư Châu ơi, ông Tư Châu, nữ bị bắn rồi. Điện thoại kêu ba ơi. Hả? Bắn đâu mà bắn. Trời ơi, điện thoại kêu tôi tưởng súng bắn. Trời ơi, cái những đời này còn vụ này nữa. Trời gia đình gọi chị Bích Phượng gọi nghe đi. Để bà đợi á. Gia đình bà là đó. Chị Bích Phượng nào bà gọi? Chứ ai gọi? Chủ thầu nó gọi tới này nhắc lên ghê luôn. Nó gọi cái gì vậy? Trời ơi, trời chết rồi. Làm sao đi? Trời ơi, làm sao đi? Làm sao đi Tiểu? Làm thinh đi. Làm thinh đi. Mày nãy giờ làm thinh chứ mới dám nói gì. Cái gì xế chị? Tới chưa? Làm gì cái? Tới rồi chứ. Ê, nghe nè. Cái gì? Cho nó gọi ra trong đình làm gì móc móc cái gì móc dao hả? Ai nói móc dao? Chứ móc cái gì? Đồ vỏ mỏ. Đình chùa làm gì có dao, có kéo, có búa là mà nói bậy nó bạ không à. Giờ này móc cái đó ra làm cái gì nữa? Móc ra tụng kinh gõ mỏ giải nghiệp cho nữ nè. Giải nghiệp cái gì bây giờ giải quyết giùm tôi cái vụ này đi nè. Cái gì? Nó gọi nè, giải quyết giùm đi. Giải quyết cái vụ điện thoại này phải không? Đúng rồi. Giải tán cái cuộc gọi này. Chính xác. Bây giờ có cách này được không? Cách gì? Trước đây á, Tiểu nghe ông Tư Châu và bà con Phật tử có nói như vậy nè. Nói gì? Giàu đổi bạn. Ừ. Sang đổi vợ. Còn nữ thiếu nợ. Đổi số điện thoại đi. Đổi số mới đi là chủ thầu không biết nó gọi đâu. Đổi đi. Sao làm vậy? Tôi đổi hoài cho nên tôi làm nhau. Cái này có ai đổi chưa? Có người có, người không. Nhìn mặt bắt mình giống. Ai đổi đâu? Để tôi coi coi có ai đổi chưa? Bà nội này đổi rồi nè. Cái ông nội kia chưa đổi. Ông nội kia quá, tới hè đổi chắc luôn. Vậy đó hả? Tháng hè không đổi chắc luôn, tin tôi đi. Ủa cũng nuôi vô số luôn hả? Tôi bắt tay tôi bấm tôi biết rồi. Vậy đó hả? Minh Đạo hả? Thôi, bây giờ tiếp sao mới đổi? Bây giờ đổi cái gì chứ? Bây giờ đổi đi, không đổi người ta đổi điện là làm sao chịu nổi. Bây giờ nói thẳng luôn nè, không có đổi. Thẳng nó ngay. Không có đổi sim, không có đổi điện thoại gì trơn á. Đổi đi. Trốn nợ rồi, không cần xài bán cái điện thoại đâu, bỏ. Xin lỗi ba mẹ đừng bỏ đồ huống chi ba cái điện thoại của bác này bỏ hết. Ô Phật nữ. Cái gì? Nữ ơi. Nữ gì nói cái gì ta? Đâu ai nói. Đây là bà con Phật tử và Tiểu mới nghe nè. Ba mẹ còn bỏ được nói chi bỏ ba cái điện thoại này.
nữ mới nói mà. Bà con Phật tử nghe đàng hoàng, nữ nói thật lòng mình đi. Thì bây giờ nói thẳng luôn nè. Dạ. Bản thân tôi trốn nợ, tôi lo không xong nè. Lôi ông bà theo chi cho dướng bận tay chân ông, bỏ ông bà ở nhà đi chứ. Nữ nói với chị mà nghe được hả nữ? Sao không được? Bao nhiêu người không còn cha còn mẹ không, người ta muốn báo hiếu không có được. Ừ. Nữ còn cha còn mẹ đàng hoàng, nữ không chịu báo hiếu cho cha mẹ, nữ không nghe người ta nói à. Nói cái gì? Khi đấng sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Để đi mà lo cho mẫu thân và thân phụ, kính lại trời Phật giáo cho nữ đây cùng tất cả con được hạnh phúc an lành. Nữ về đi lo cho cha mẹ đi. Thôi, nữ xin phép tiểu, nữ xin về dưới. Dạ. Nữ lo công việc xong xuôi, nữ sẽ qua đây thăm tiểu. Còn nếu như tiểu không thấy nữ qua nữa, dạ, xin tiểu cùng với ban hộ niệm để tìm nữ và tặng cho nữ bài chú giảng sanh để nữ mau siêu thoát. Nữ nói vậy có nghĩa là em đi xa quá, em đi xa xa quá. Mô Phật. Nữ nữ đừng có nói vậy, những cái lời nói như vậy là không có nên nghe không? Đừng có nói những cái lời đó không có nên. Chứ nói sao mới nên? Nữ cứ nói vậy là mới nên nè. Nữ cứ nói là hộ tên đầy đủ đàng hoàng tôi biết tôi mới tụng. Trời đất ơi là trời trời. Người ta giỡn chút xíu mà làm thấy ghê quá vậy. Dạ dạ. Không nghe người xưa ta nói vậy. Nói gì? Đánh kẻ chạy đi ra, đánh kẻ chạy lại, nhìn quay đầu là bờ mà. Đúng không bà con? Thôi tạm biệt tiểu em đi. Khoan, cho nói câu được không? Nói đi. Nhà sư cô Tấn Bò kính chúc cho đại gia đình kính yêu Phật tử mạnh khỏe, mạnh khỏe. Trong cuộc sống lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn. Dạ, cảm ơn mọi người. Ô Phật. Dọn mẹ, chủ nợ tới kìa. Dọn đi. Một tràng pháo tay thật lớn cho Tấn Bò với lại người em diễn trai mà gia nữ rất là dễ thương đó quý vị.